đi ra một chút rồi. Ngón tay dẻo nào. Cái trường đấy xem học phí của nó thấy khủng hoảng. Nhà trường có đủ chỗ để em đỗ vòng đông thôi không? Đọc cái sợ tuột. Em có 5 tỷ thì em nên học RMIT hay đi du học về học RMIT sao? Có 2 tỷ mới mua xe gì nhỉ? Cái bọc của mình là